Không, vô đông nó được ra công an ấy đó. Nó cầm làm gì cũng đâu gặp đâu. Đi ra đi. Đường vô rồi. Kim tim rồi không đó. Mà dễ chứ gặp được ngày mai gặp. Trời ơi. Vô nó bán chị Thiên mát phát. Ngày sau ngày mai gặp mấy cô đây cũng gan thiệt. Dễ gì công an cho gặp mà gặp. Cô đi qua hầm rồi. Đấy qua hầm rồi cả nhà. Đỉnh cao luôn à. Đỉnh cao của sự gan dạ. Rồi đúng là fan của người. Đánh ạ. Rồi công an tới. Công an tới, công an đứng về kia nè. Quá trời quá đất luôn cả nhà. Mấy cô chú vô cho vui thôi chứ công an dễ gì cho tiếp cận. Em ơi, vô quay thầy cho lên view nhanh nhanh nè em. Thì có leo được không nghe vô vô thầy đi. Bên đây có cái cổng bên đây thôi nó dẫn qua vào luôn. Ủa anh vô luôn hả anh? Nó vô không được đâu, công an còn đuổi anh ơi. Nói chung là công an trời đất ơi. Dù bao nhiêu dân khó và có khó khăn. Ngày mai đằng nào mà cũng không gặp thầy nào. Rồi dưới trên đây là đường cao tốc nha quý vị nha. Trong đó đường dơ lắm. Rồi. Rồi mấy chị đi rồi. Vậy là chị có đi luôn không? Hay là ở lại? Qua chị ơi, chị tiến đi. Đi lên đường đó không được rồi anh ơi, nguy hiểm quá. Trời rồi. Đất ơi. Leo luôn cao tốc. Ừ, nó rồi, leo lên luôn hả? Nguy hiểm luôn. Nó tuột xuống đó. Công an mà thấy là mệt á. Đơn giản đâu. Rồi lên đấy ra qua đây cây quay nè anh em à. Cho nó rõ xíu. Rồi kiểm tra kiểm tra mình vô nha cả nhà nha. Rồi đi ngược chiều đường cao tốc nữa chứ. Rồi, đó, lên tới rồi, lên tới rồi cả nhà. Nguy hiểm lắm, vượt qua cao tốc là nguy hiểm. Có gì đâu thầy, ngày mai đằng nào. Cầm giùm tôi cái tôi lấy cuộc sạc iPhone thôi chứ. Tốc hành luôn rồi trời. Thanh niên không cảm được luôn. Thôi đừng có qua ngang nguy hiểm lắm á. Đường cao tốc đó. Anh ơi là anh ơi. Trời đường cao tốc á. Được nữa mà không đâu có phải là rồi. Tới ngày hôm nay là thầy thì ngày mai thầy đi bộ hành tiếp rồi mình gặp mình thôi. Mình vẫn được gặp thầy không? Mà anh ơi. Không thấy ổng luôn. Tiêu lên chứ. Nói chung đó người ta cũng đuổi ra dễ gì. Thôi ok cảm ơn anh nha. Nói chung là mình khi cũng được cả nhà. Mình cũng đó, xe cao tốc dễ dàng qua thôi được. Mình cũng đi về chứ. Công an người ta không có cho quay nữa cả nhà nha. Không phải làm cho quay mà rồi anh đi rồi, đi rồi, rồi, đi rồi. Rồi anh đi trên đã đi rồi cơ. Đi. Ok, cái thầy ở trong đó về đó kìa. Thôi mình ra thôi. Bây giờ mấy cô mấy chị ra ngoài hết rồi mình đi thôi. Tới rồi mình đi tìm thầy. Trời ơi. Có thầy kìa. Đây nằm mình có thầy nằm là không tìm tìm thầy nào. Thầy hay con sư nằm ngủ ở đây này. Quá trời đông luôn. Quá trời đông. Lên 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 đi. Trời ơi. Vậy quá tệ. Nó mập như heo mà. Lên. Lên. Dạ. Quá trời quá đất luôn. Rất đông bà con mua bán tập trung trước chỗ. Tối nay của sư thầy ở không quý vị? Đi về. Về làm clip nữa. Chị cứ quỳ ở đây, chị đảnh lễ cũng được. Đây đây đây. Đây lễ chứng nha. Thôi đừng được quay em đúng rồi. Sao? Đúng rồi. Em đẹp mà có gì đâu, sao mình người ta chị cứ quỳ xuống anh. Chị đảnh lễ đi. Ờ. Người ta đâu có sao đâu, mình thật mình người tốt, quên mình người Phật tử mà có gì đâu mình sợ chạy. Không tội nghiệp em thật. Không có gì tội nghiệp em. Trời đất ơi, em đi đảnh lễ mà có gì. Tại vì chị nói mới quay, chị không nói là đâu quay đâu. Em nổi tiếng thì em làm TikTok luôn cũng được mà em không sao hết. Anh bê rồi chứ.
quá trời quá đất luôn cả nhà. Đây là chị gái đang đảnh lễ các sư thầy ở ngay chỗ rừng Bạch Đàn, đoạn giữa cao tốc và quốc lộ 1A hướng về thành phố Huế. Em ơi, nói chứ ngày mai gặp sư thầy. Công an đứng ngoài đường đứng hết rồi. Tụi anh YouTuber, TikToker, fanpage cơ mà tụi anh vô không nổi rồi, em biết rồi. Sức ảnh hưởng vô hết được rồi. Thất thủ. Ngày mai mình đứng hai bên đường ở đây công an Huế nó kiểm soát an ninh rất là chặt. Đó, rất là so với ngoài Quảng Trị thì nó dễ hơn xíu. Việc nó sẽ vô qua đoạn Bình Thạnh về. Tại vì Huế hình như quốc lộ nó nhỏ hơn. Còn khoảng 7 giờ 6 giờ đi, 6 giờ là coi như sư thầy thợ thuật xong rồi sư thầy ra. Chị có thể là đứng bên đường hoặc là gì đó để ngày mai mình có thể gặp sư Minh Thiện. Chứ còn bây giờ thật sự khó gặp lắm. Không gặp được luôn. Nói chung là hoàn toàn là không có vô được. Dạ đó. Là em đó là em chia sẻ thực sự như vậy. Em cảm ơn mấy anh dạ, dạ ok chị. Tôi cho hỏi cái câu là chị biết được sư thầy Minh Tệ là ở đâu vậy chị? Ở trên mạng hay là sao? Là qua mạng, qua báo và qua YouTuber của mấy anh. Vậy là vậy tụi em làm YouTuber là tuyệt vời không chị ha? Dạ, em thấy là tuyệt vời. Dạ. vậy mà có nhiều người chửi tụi em cho nên giờ em phải hỏi nè. Dạ, hỏi chị. Dạ. Để mình tiếp cận thông tin nhanh hơn đúng không chị? Tụi em tiếp cận á, tại vì tụi em bị chửi quá chửi à, cho nên là phải hỏi để có gì chị xác nhận. Thì chị có đúng rồi, chị có thấy tuyệt vời hay là không tuyệt vời để tụi em khắc phục thôi. Dạ, rất là tuyệt vời. À, à dạ, tuyệt vời đúng rồi. Mấy anh làm những cái kinh chất lượng thì rất là tuyệt vời. Dạ, chị là ở đâu tới vậy? Dạ, em ở Sài Gòn ra. Dạ. Sài Gòn mà tụi em cũng Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em ra đây là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên đúng không ạ? Mà có gặp được mặt thầy chưa? Dạ, chưa đúng rồi, chưa mới leo lên đây nè. Cái con là được, coi như là có thể là coi khác rồi. Giờ này là đi đi vào Huế để ngắm phong cảnh rồi. Ủa mà chị là coi như là mình đi máy bay xuống hả chị? Không, đi xe hơi xuống. Trời ơi, là nữ đại gia nha các cô chú anh chị. Đi cùng gia đình. Đi cùng có xe để cho tiện. Là nãy còn xạo máy, còn tầm 6 giờ. 6 giờ 6 rưỡi, 6 rưỡi thường 6 rưỡi mới ra. À đi 6 giờ cho chắc hả chị? Dạ. Dạ em đi cùng gia đình. Dạ, một bậc, dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ chị nghỉ ngơi được rồi đó. Dạ, chị nghỉ ngơi được rồi. Dạ, tụi em không làm phiền chị nữa. Chị có nổi tiếng thì chị làm TikTok cũng được ha chị ha. Dạ, em chỉ đi theo thầy thỉnh. Có đèn lên sáng. Đi theo thầy luôn hả? Dạ không, đi theo để thỉnh những cái điều bình an. À, em tưởng chị đi theo thầy xuống thì đi luôn là không có được nha. Là mình có đi thì mình cũng tìm cái chỗ đi. Nữ đi nha chị. Dạ. Chị có thể nêu cảm nghĩ của mình về thầy Minh Tệ chị? Dạ thì em nêu cảm nghĩ là em thấy quá tuyệt vời. Bao nhiêu ngàn năm nay chưa có ai thầy nào mà xuất hiện tại Việt Nam. Yeah. Thì em cũng cố gắng một lần trong đời được gặp thầy. Trời ơi. Yeah. Quá tuyệt vời, một người chị gái khá là xinh đẹp. À, coi như đi cùng với gia đình. Dạ. À, nói chung là thôi vậy đó, em chia sẻ thật sự là như vậy, chứ bây giờ là thật sự là tụi em cũng ghi chia sẻ như thế này thôi. À, ngày mai chị gặp thầy đi nha. Dạ, chúc mấy anh giữ gìn sức khỏe và đi cùng thầy. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị rất cảm nhiều. Cảm ơn chị nha. Rồi. Dạ. Ủa mà chị định là coi như là đi theo thầy mấy bữa vậy? Dạ thì khi nào gặp được thầy thì thôi. Ủa gì gặp xong rồi về hả chị? Dạ không, gặp thầy rồi về mình sẽ biết con đường tu tập nó tốt hơn. Dạ, mô Phật. Dạ là chị có gia đình chưa mà đi tu tập chị? Dạ không, em đang ăn chay. À đang nhà mô Phật. Dạ rồi, quý quá. Rồi thôi, chị đừng làm gia đình khổ lắm chị. Dạ. Dạ cũng giống như là trường rồi đó anh. Dạ. Dạ, rồi quá tuyệt vời luôn. Thì sao tay được đó. Dạ, rồi, em cảm ơn chị đã chia sẻ với anh em YouTube của em ha. YouTube anh em đưa lúc của em và cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, chúc chị là coi như là tuyệt vời, ngày mai là đủ duyên lành để mà gặp sư thầy Minh Tệ nha. Sư thầy đi ở cuối nha, chú ý giùm em là ở nhỏ cuối đó. Dạ, nhỏ người thôi. Dạ. Luôn luôn là ở dưới cuối. Dạ, em đang ở Sài Gòn. Cơ thể nào thì chị có thể ra đây gặp thầy. Dạ em tắt đèn rồi. Gia đình em đi cùng gia đình để ra thỉnh lễ của thầy. Đúng bình thường. Thôi thôi luôn, tối luôn. Tối luôn, để lên xíu đi. Nhưng con giống Việt Nam này. Đó, da hết đẹp hả? Tự do. Mình quay về chia sẻ chứ mình đâu có quay gì đẹp đâu rồi. Chị có phát triển đi cùng thầy. Phát nguyện thì em chưa hứa được, nhưng mà em sẽ hứa cố gắng được gặp thầy. Chứ bây giờ là còn công việc á anh, chưa có thể nào mà mình đi cùng thầy được. Nó chưa chắc thầy đã cho mình đi. Nhìn dáng vẻ có vẻ chị cũng là một Phật tử hoặc là một doanh nhân. Dạ, đúng rồi.
Chú có thể tiết lộ công việc của mình. À dạ, em là công ty in sách Đại Đông ở Sài Gòn. Đó, nãy em kêu giữ nữ đại gia là đúng rồi. Nên là muốn được mọi thứ bình an thì đi cùng với gia đình ra đây. Đó, chị đi cùng gia đình. Tên chị. Dạ, em tên là Nga. Dạ. Bảo Nga. Dạ. Chị có pháp danh chưa ạ? Dạ, pháp danh thì cha mẹ đã đi cúng dường thầy rất là lâu ở các chùa. Dạ, đây là chị Nga đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Tại sao rất nhiều bài viết cũng đã nói là thầy Minh Tuệ không phải là sư thầy trong chùa mà chị vẫn coi đó là một người thầy? Dạ, tâm linh thì mình tin vào cái gì thì mình đi thôi thầy. Chứ còn bây giờ ai nói gì thì chuyện của công dân Việt Nam. Dạ. Còn mình tin cái gì thì mình sẽ đi bằng cái niềm tin của em. Mình tin nhưng mình không u mê. Dạ, dạ, em đi bằng niềm tin là ra để gặp thầy. Dạ, dạ. Chị theo dõi về thầy Tuệ lâu chưa? Dạ, từ khi mà thầy bắt đầu hành trình đi thì được các anh YouTuber, TikToker đưa thì em biết tới nhiều hơn, thì cũng mấy tháng rồi. Dạ. Chị nói như vậy thì cũng có vẻ là chị rất am hiểu về Phật pháp. Dạ, dạ, dạ. Vậy với 13 của anh Đầu Đà mà thầy Tuệ đang theo, đang tập, giống như thầy đang nói, thì chị thấy có cái điều gì mà chị tâm đắc nhất? Em điều là em cũng tâm đắc ở trong đó. Dạ. Tại vì em thấy điều gì cũng có giá trị và ý nghĩa của đối với một công dân Việt Nam thì em thấy điều nào cũng đúng. Chị học được bao nhiêu điều ở trong đó? Em đang học chắc trên 8 điều, 9 điều gì đó, em cố gắng để hoàn thiện mình mỗi ngày. Wow, 8 điều, 9 điều với một Phật tử không phải là đơn giản đâu. Em cố gắng. Nếu mà cố gắng thì em nghĩ là sẽ học được và mình sẽ thanh thản. Đó là em thấy là như vậy. Sang quá. Chị tập học lâu chưa? Chưa xuất hiện thầy Thích Minh Tuệ thì em đã học những điều đó rồi. Chứ không phải là xuất hiện thầy. Dạ. Nhưng mà xuất hiện thầy thì mình lại có niềm tin hơn. Dạ. Để em học nhiều hơn. Đó thì em thấy đúng. Điều đó rất là không phải là có thầy hay không, nhưng mà em học theo Phật. Cái điều của thầy Thích Minh Tuệ cũng học từ Phật. Đó là em đã đọc Phật vậy. Cha mẹ em cũng đã từng là một cha mẹ đi chùa và cha mẹ cũng dạy lại cho em. Thì là khi đó là em đã biết những cái điều này. Dạ, để sống cho cuộc sống mình. Dưới góc độ là một doanh nhân, dưới góc độ là một người Phật tử, chị thấy sao khi mà có một số người nổi tiếng đang đi những cái trái chiều và nói những điều trái chiều về thầy Thích Minh Tuệ? Em thì không quan tâm điều đó. Dạ. Tại vì cái chính của em là em chỉ tập trung vào thầy Thích Minh Tuệ thôi. Dạ. Còn các thầy khác á, thì em không có quan tâm tới, nên là em cũng không có tìm hiểu nhiều về mấy thầy. Dạ. Em chỉ có theo hướng về Phật. Rồi em thấy thầy Thích Minh Tuệ thì em đi theo. Dạ rồi. Dạ. Quan điểm của chị là thầy Thích Minh Tuệ là một bậc chân tu. Dạ, cũng có rất là nhiều thầy khác cũng là bậc chân tu. Dạ. Nhưng mà thầy Thích Minh Tuệ là một những hiện tượng lạ nhất mà mấy ngàn năm này có, thì là một chân tu chân chính. Dạ. Thì nhiều thầy khác cũng là một chân tu, chứ mình không thể nào nói là mấy thầy kia là không phải là chân tu. Đúng rồi. Chỉ có một thành phần là không phải là chân tu thôi. Mình không thể nào đánh đồng được anh ạ. Dạ. Dạ, dạ. Những thành phần được gọi là thích nhặt tiền thì đều có phải chân tu không? Em xin lỗi về cái vấn đề nó nhạy cảm quá. Em sẽ không có bình luận về cái vấn đề đó. Câu này là câu để kết cho cái câu chuyện thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng là chị sẽ đạt được nhiều cái mong muốn cũng như là tiếng Hải đưa thấy. Đây là bánh gì thấy chưa? Là được mà, đến đi. Kêu gì mà đây. Bây giờ nãy giờ đi tìm thầy mà không thấy thầy đâu hết trơn. Đi về. Ủa đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi đâu? Ủa bà. Chào chú Sa Di. À. Quá trời đông mọi người nha.
đi tìm thầy Thích Minh Tuệ, đi tìm có chuyện gì xảy ra đây? Thầy sợ rồi, thầy sợ ơi, thầy xa cái này đi. Thầy nói là bây giờ là 7 giờ, cái nhà gần 7 giờ tối. Ủa sao thầy không có cái tấm bạc cái gì, ngủ sao ngủ dưới lá cây vậy trời? Em trai nằm đất hả? Ngủ mũi sao? Thôi đi, để sư thầy ngủ đi. Thầy ngủ. Dạ. Rồi con chào mô Phật. Ủa?